Ok, truy cập ngay Stocklog để thử nhân phẩm cùng với rất nhiều vòng quay may mắn. Stocklog.vn, website bán Robux, mua bán nick cực kỳ uy tín được đảm bảo bởi Đô Lê. Wow, amazing. Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và sau 2 ngày tôi không ra clip thì không biết là các ông có nhớ tôi không nhờ. Trời ơi, chắc chắn là các ông sẽ say đéo đúng không nào. Rồi tôi biết các ông mà kiểu gì các ông cũng bảo là ui cái mặt như cái đầu bùi mà đòi tôi nhớ quần què, nhớ cứt à. Ok thôi thì chúng ta sẽ tạm bỏ qua cái vấn đề gọi là nhớ nhung đi đấy. Thì bây giờ tôi trở lại đây với các ông để chúng ta cùng nhau showcase một cái loại combat mới. Không, loại combat này cũng không phải là mới mà thực sự là nó rất là hiếm ở trong tựa game Project X anh em ạ. Đấy, thì loại combat này có tên là Lightning God anh em ơi. Một loại combat mà thề với anh em chỉ có rồng thằng mới gọi là cho được anh em thôi. Và đây, hiện tại thì mình đã mượn được ạc của bạn Kazonic rồi. Và bạn này gọi là cày cái Lightning God này gọi là full hết skill luôn đấy. Phải đi mượn các ông mà suốt ngày đi mượn thôi, không thông cảm nhá. Tôi cày nó có nỗi đâu, khổ lắm cơ. Ok, thì bạn Kazonic này đã cài chúng ta full skill rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau showcase nó để xem thử rằng là cái Lightning God này với lại cái God Speed ở clip trước của mình, cái nào mạnh hơn và cái nào ngon hơn anh em nhé. Cả hai cái đều ở trong rồng thần cả, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái nào ngon hơn nào. Và ok, hiện tại thì mình đã mời được một số bạn ở trong Discord của mình vào phụ dùm mình quay clip, gọi là nói phụ thế thôi thì chắc là gọi mấy ổng vào để tách đàm đấy anh em mà. Để làm gọi là cái đống rơm để tôi đánh thôi. Ok, và cảm ơn những anh em đã vào phụ mình, và cũng như là cảm ơn bạn Kazonic đã cho mình mượn ạc để showcase. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyên mục chính nào. Ok, và đây là đồ đánh thường thì nó thề với nên nó chẳng khác cái đồ bùi cái thề luôn. Ok, nó không khác cái gì cả các ông mà. Nhìn nó chán thật sự. Chứ Quy thì sao? Ui, mà ngầu thế cơ chứ. Ok, và chúng ta gọi là thôi bỏ qua cái vấn đề này đi, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần ở quốc trình ninh anh em ạ. Đây là cái phần mà chúng ta cần phải sâu cay chứ không phải là cái phần mà gọi là chưa ở quốc trình ninh. Lấy nhau, lấy luôn. Úi xô ôi, biến hóa. Và chúng ta sẽ có ở đây là 5 chiêu thức anh em ạ. Và hiện tại thì mastery của mình là 388, chúng ta đã có full chiêu rồi. Và điểm của bạn Kazonic này thì bạn đấy sẽ nâng là 900 điểm cho Magic Power. Thường thì mình thấy là những anh em khác thì thường là nâng hết 1000 điểm anh em ạ. Nhưng mà bạn này nâng 900 thôi. Và dành cho 140 là cho máu anh em ơi. Ok, và trước khi vào showcase thì cũng tiện nói luôn là vừa rồi thì thật sự là anh em cũng biết là Project X vừa mới cập nhật. Thì chúng ta đã có được một số thay đổi, như là đầu tiên là về phần GUI này thì anh em có thể thấy là GUI đã thay đổi lại rồi. Đây, GUI đã thay đổi. Đây, thanh máu rồi. Cái này là thanh mana, thanh kinh nghiệm và thanh năng lượng trỗi bay của anh em. Đấy, chúng ta đã có được một số rồi. Và ngoài ra admin cũng đã boost cho anh em cái thanh năng lượng này nó nhiều hơn rồi. Và anh em có thể gọi là nhảy vô tư luôn. Và thêm nữa thì admin đã thêm vào một cái loại kỹ năng mới, đó chính là Zangetsu Bankai. Đấy, và admin cũng có thêm nữa là Katen. Và nếu được thì ở những clip sau mình sẽ showcase cho anh em luôn, để xem thử những loại combat mới này nó có mạnh hay không anh em nhé. Và ok, tiếp theo nữa chắc chắn rồi, có gọi là update thì chắc chắn là có code. Và ok, ở đây thì mình sẽ vừa mới kiếm được một số code và mình sẽ chia cho anh em luôn. Và thực sự là mình cũng chưa nhập đâu anh em ạ. Ok, nên đâm ra thì không biết là bạn Kazonic này đã nhập chưa, nhưng mà mình cứ ghi ra cho anh em thôi. Ok, và mình sẽ ghi dấu cách để tránh trường hợp là nhập luôn anh em nhé. Đầu tiên thì cái code đầu tiên là nó sẽ cho anh em là 50.000 mastery anh em ạ. Thì code này là Sub2Kid. Và chỗ này mình cắt ra anh em nhé. Chỗ này mình sẽ cắt ra nè. Rồi đây, mình cắt ra để cho nó khỏi nhập đây. Anh em chỉ việc ghi liền lại là Sub2KidStan. Đây, anh em ghi liền lại. Chữ nào mình viết hoa thì anh em ghi viết hoa, chữ nào viết thường thì anh em ghi viết thường. Ok, và đây là cái code đầu tiên mà mình phát hiện ra được. Và có lẽ là anh em chắc cũng đã biết rồi ha. Ok, cái code tiếp theo sẽ là Sub2Infinance. Ok, và mình đã nhập được luôn anh em ạ. Và 50.000 battery. Ok, mình nhập luôn cho bạn này luôn rồi anh em ơi, lỡ tay. Ok, và những anh em nào mà chưa thấy được thì đây, để mình ghi lại Infernasio. Rồi đây anh em nhá, Naso. Rồi ok, anh em đã thấy hết rồi đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái code nữa sẽ cho anh em là 50.000 mastery, 30 phút x2 kinh nghiệm và 250.000 gold anh em ạ. Và mình sẽ cắt ra đi. Đấy, code này chắc chắn là bạn đã chưa nhập luôn, bạn đã sẽ để dành anh em ạ. Đây, 45.000 likes Và anh em chỉ việc viết cách ra như bỏ cái dấu cách này đi là ok, anh em sẽ có được cái code này. Và ok, về phần code thì mình nghĩ là mình sẽ để ở dưới phần comment cho anh em gọi là dễ copy sao chép luôn. Đấy, còn thấy tôi có tâm không? Đấy, và ok, quay lại vấn đề chính thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu showcase Lightning God nào. Ok, và bắt đầu thế nào? Chiêu đầu tiên của nó sẽ là Lightning God Below. Ok, và chúng ta sẽ cùng xem thử là chiêu quy nó như thế nào anh em nhé. Wow, what the hell? Mình đánh vào giữa mà thấy éo là ông bên này lại chết ta. Và anh em có thể thấy được rằng là đam của nó là 568 và nó giật liên tục anh em ạ. Nó giật liên tục anh em nha. Ok, và mình sẽ test thử lại nào. Rồi, và ok, chúng ta đã có được 568, nó giật liên tục, giật đam liên tục luôn anh em ạ. Và theo mình thấy là cái loại combat này nó gây đam theo thời gian anh em ơi. Đấy, càng lâu là nó càng thấm anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ gọi là cùng thử xem nếu mà mình giữ chiêu quy thì nó có tăng đam hay không anh em nhé. Ok, mình sẽ gồng. Lấy nào em ơi, lấy luôn. Anh em nhìn này, ui, nhìn ngước mặt lên trời, hạt đời vô đối. Và chữ thế nào? Ok, và nếu các bạn thấy đam lên 775, 776 luôn. Wow, một con số khá là ấn tượng anh em ạ. Vậy là anh em gồng lên nó vẫn lên đam anh em nhé. Thì ok, chiêu quy đơn giản là nó sẽ chuyển ra một cái luồng điện tới phía trước mặt của anh em ạ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiêu E. Chiêu E là gì đây? Wow, cái gì đấy? Wow, amazing. Ôi, một cái chiêu mà mình thề với anh em là nó mạnh vãi nồi không ạ. Ôi trời ơi, tin được không? Ok, anh cái này nó mạnh thật sự anh em mà mình không ngờ là có một chiêu thức nó mạnh như thế này. Chiêu E này dùng để farm cực kỳ ngon anh em nhá. Lấy nào. Úi trời ơi, nó sẽ ngay tại cái tâm điểm mà anh em đứng nó sẽ bắn ra hàng loạt tia điện anh em ạ. Ui, nó mạnh thật sự và nó bắn tận tới đây luôn, nó bắn tận ra đây anh em ạ. Uầy, cái này theo mình đánh giá là khá là ngon trong PvP này. Riêng mình đánh giá là khá là ngon trong PvP đấy. Cái chiêu A này thì nó sẽ rất là ngon ở trong farm. Trong PvP thì không khỏe ra lắm, nhưng mà theo mình thấy là chiêu Q rồi các thứ, chiêu Q là mình thấy là khá là ngon trong PvP rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nào với chiêu R nào. Wow, wow, úi trời ôi, đúng kiểu luôn. Ôi, mình thề với anh em nha, nó như kiểu là dùng để farm cũng ok mà dùng để PvP cũng ngon anh em ạ. Ôi, nó giật liên hồi luôn. Và ok, chúng ta sẽ cùng giữ lại nè. Lại nào, mình sẽ coi được đam bao nhiêu nhá. What the hell? Ok, và mình vừa phát hiện ra một cái điểm yếu mà mình không biết cái này có phải lỗi hay không. Thì đó chính là cái điểm mà nếu mà người chơi ở ngay cạnh anh em thì sẽ không bị gây đam anh em ạ. Ok, đứng gần lại đây. Đứng lại đây. Ok. Rồi, và mình sẽ thử dùng chiêu để xem có ai bị gây đam không anh em nhé. Ok, ok, ok. Và có gì đấy sai sai khi mà mình không thấy bạn ông Yohi này bị gây đam anh em ạ. Wow, hình như là bạn này dùng một cái kỹ năng gì đấy để tránh chiêu rồi anh em ạ. Ui, thực sự là mình cũng không rõ cho lắm và mình nghĩ là mình sẽ hỏi bạn đấy sau. Và tiếp tục nào, chúng ta sẽ có được một chiêu R này là nó vẫn gây đam ở phần trung tâm anh em nhé. Thì bạn ông Yohi đã dùng một cái mánh khóe gì đấy. À, hình như là dùng block anh em ơi. Dùng block đây, hình như bạn đã dùng block rồi đây. Đấy, đỡ này. Đấy, bảo sao mình không gây đam được. Ông này chơi dơ thật sự chứ. Ok, và đây là về phần chiêu R, nó sẽ tạo ra một cái vùng điện xung quanh anh em và nổ đam liên tục luôn anh em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiêu C nào. Rồi, chiêu C để coi nào. Wow. Ok, vẫn bị giật đam anh em ơi, sau khi nổ rồi còn bị giật đam nữa. Và mình thề với anh em nhé, cái loại combat này, cái Lightning God này giống như kiểu là nó gây đam theo thời gian anh em ạ. Đấy, chứ nó không phải là sốc đam một phát luôn, mà nó gây đam theo thời gian, nó sẽ mất máu từ từ anh em ạ. Và nãy giờ thì theo như mình đánh giá là nó không hề có một cái stun nào cả. Đấy, anh em chú ý là nó không hề có một cái stun. Đây là cái điểm trừ rất là lớn giữa cái Lightning God và cái gọi là God Speed. Đấy là hai cái mình sẽ thích God Speed hơn ở cái điểm là nó có stun anh em ạ. Ok, và chúng ta sẽ cùng thấy là chiêu C. Chiêu C nó sẽ bắn ra một cái quả cầu anh em ạ. Wow, nó bắn ra một cái quả cầu và theo mình thấy là tầm bay khá là xa anh em thấy nó vẫn còn bay này. Ui dồi ôi, bay dữ vậy không? Ok, rồi anh em có thấy là nó bắn ra một quả cầu cũng khá là xa đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiêu X, một cái chiêu mà mình thề với anh em mình rất là hóng. Thường là cái loại combat nào chiêu X của nó cũng gọi là nó hùng hồn, nhìn nó ngầu mà nó nhìn nó hiệu ứng nó vãi đái lắm anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem từ đây, mình sẽ phóng to màn hình luôn để xem nó vãi đái chừng nào anh em nhé. X nào. Ok, thật sự thì không biết là anh em cảm giác như thế nào nha, nhưng riêng mình là mình thấy cái chữ X của cái Lightning God này có nó cái sida thế nào ấy các ông ạ. Nó cái sida kiểu gì ấy. Nhìn nó cái sao sao mình cái tự nó sẽ làm một cái gọi là tặng nổ kinh thiên động địa bùm bùm chiếu chiếu kiểu gọi là hùng hồn lắm ông đấy. Nhưng mà không anh em ạ, Lightning God say đéo anh em ơi. Nó sẽ bảo là ôi bố mày nhỏ nhỏ thế thôi đấy, giờ mày sao, bố mày nhỏ thế thôi. Và thật sự thì mình thề với anh em, nếu mà chiếu X nó như thế này thì nó sẽ khá là bất lợi, vì thật sự là chiếu X của đa phần những cái gọi là loại combat khác nó gọi là gây dam awa rất là dữ dội anh em ạ, đấy rất là dữ dội luôn. Nhưng mà cái chiếu X này thì nhìn nó cứ bé xinh xinh kiểu gì ấy. Được cái là nó sóc đam liên tục, nó gây đam cực kỳ nhiều. Và nếu mà anh em biết cách dùng thì anh em lao vào đối phương, anh em dùng chữ X một phát là thôi, đối phương toan luôn anh em ạ. Ok, và thế như mình thấy hình như là có stun ở đây thì phải. X có stun không? Ok, chúng ta sẽ cùng xem lại, mình sẽ bảo những bạn này di chuyển liên tục nhé. Di chuyển liên tục, take skill X. Đây, chúng ta phải test kỹ lại anh em mà để coi nó có stun không. Vì nãy giờ là mình thấy là không có một cái skill nào có stun anh em ạ. Rồi, ok. Di chuyển liên tục, test stun. Rồi, ok, và chúng ta sẽ cùng xem thử. Đầu tiên là chiêu C trước đi. Chiêu C này chúng ta sẽ xem xét kỹ lại. Rồi, mà mình sẽ đánh các bạn mà đang di chuyển liên tục này. Rồi, có một chút stun anh em ạ, có một chút stun nhưng mà nó không nhiều. Mình không biết là do lag hay là do stun, nhưng mà hình như là mình thấy gần như là không stun luôn em ạ, gần như là không stun luôn. Chắc có lẽ là do mình lag, nhưng mà theo mình đánh giá là không có stun anh em nhé. Chúng ta sẽ test với chữ X. Rồi, đi liên tục. Rồi, ok, và chúng ta sẽ cùng test thử nào. Rồi cái chiêu X này thì theo như mình thấy là hình như là có stun anh em ạ. Chiêu X hình như là có stun anh em ơi, có stun nhá. Có một stun một chút hay sao ấy. Ok. Rồi để coi nào. X là có bị stun nhá, chiêu X có bị stun anh em ạ. Mình thấy có vài bạn bị dừng lại luôn. Đấy, vậy là theo như mình đánh giá là 5 chiêu thức. 5 chiêu thức thì chúng ta có 4 chiêu thức là không có stun và 1 chiêu thức là có stun thôi anh em ạ. Và thề với anh em chiêu X này nó lâu hồi vãi đái ra. Theo như mình đánh giá thì mình sẽ, nếu lựa chọn giữa Lightning God thì và God Speed thì mình sẽ thích cái Lightning God hơn về cái khoảng là khoảng farm anh em ạ. Lightning God nó sẽ farm ngon hơn ở khoảng là nó có stun, chiêu nào nó cũng có stun cả. Nếu mà anh em có được cái chiêu X của nó thì chiêu nào nó cũng có stun cả và mình cực kỳ thích luôn. Còn cái Lightning God này, cái God Speed là nó hơn chỗ stun nhá. Còn cái Lightning God này theo mình đánh giá là nó mạnh về PvP nhiều hơn anh em ạ. Nó thiên về PvP nhiều hơn và nó sóc đam mạnh hơn. Đấy, nên đâm ra là mỗi cái nó có một cái điểm khác nhau. Đấy, mỗi cái nó có một cái điểm mạnh của nó. Nên đâm ra mình cũng không đánh giá được là cái nào ngon hơn cái nào cả. Và anh em đánh giá nó như thế nào thì nhớ comment bên dưới giúp mình. Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em đánh giá như thế nào về Lightning God nhớ comment bên dưới và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau anh em nhé. Và nếu anh em thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe anh em nhé. Và ok, bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye. Nhớ like và subscribe đó.